Khu vực quy hoạch là công viên cây xanh, trường học cũng được chủ đầu tư vẽ ra dự án nhà ở. Từ nghĩa trang rồi đến bãi rác hiện hữu cũng được các chủ đầu tư cho biến thành những khu đô thị hạng sang và đầy đủ tiện nghi trên giấy tờ rồi phân lô bán nền. Đây là tình trạng đã và đang xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và không ít người mất tiền tỷ khi đầu tư vào các dự án này. Tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì đã có ít nhất khoảng 10 tấm bảng như thế này được chính quyền địa phương dựng lên nhằm cảnh báo người dân là không nên mua đất nền tại những cái khu vực có những cái tấm bảng như thế này. Đơn cử như là khu đất tại phường Thạnh Xuân này, mặc dù đã nằm trong quy hoạch để xây dựng công viên của thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì tại đây đã có dấu hiệu phân lô bán nền. Theo Ủy ban Nhân dân quận 12, khu đất này nằm trong quy hoạch đất 150 ha, công viên cây xanh cấp thành phố. Tuy nhiên, khu đất đã được trải đá, làm đường, lắp đặt cống thoát nước để phục vụ cho việc phân lô bán nền. Để cảnh báo người dân, chính quyền phường Thạch Xuân đã cho cắm các biển cảnh báo như thế này. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận 12 cũng đã cho khai thác công trình trái phép trên địa bàn, cùng 10 vị trí đang phân lô bán nền trái phép. Tương tự tại huyện Hóc Môn, một dự án có tên là Dragon Center cũng đã giao bán trên website của chủ đầu tư Việt Á Châu và các công ty bất động sản với mức giá 16 triệu đồng trên một mét vuông. Tuy nhiên, thực tế dự án là đây. Thì đối với thửa đất này thì nó được đã chuyển sang đất ở rồi. Toàn bộ thửa đất hơn 6.600 mét vuông đất ở. Và chủ đất thì lúc đó thì đang dọn dẹp vệ sinh, cỏ dại này kia đó, thì xã đã phát hiện có thấy là có biểu hiện nên là có mời chủ đất đến để trao đổi thêm thông tin để nắm tình hình và đề nghị chủ đất là phải là cam kết với địa phương là không được thực hiện phân lô bán nền. Có cam kết với địa phương nhưng mà chủ đất vẫn cố tình vẫn là giao dịch với một số người dân thông qua hình thức là hợp đồng phiếu thu. Thì trong quá trình thì xã đã phát hiện và đã có báo cáo và làm các thông báo cảnh báo để cung cấp cho những người dân ra vào tại khu vực này để người ta biết được và người ta không có mua đối với cái dự án này. Lãnh đạo xã này cũng cho biết hiện xã đã nhận được đơn tố cáo chủ đầu tư của một số người đã đặt cọc hàng trăm triệu đồng mua đất dự án. Tất cả những giấy tờ này đều được tập hợp và gửi cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Và câu chuyện phân lô bán nền trái phép đã trở thành điểm nóng trong câu chuyện đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Những người đầu nậu, những cái người mồi chài ở địa phương đó, những người mà làm trò đó, là chúng ta chưa có xử lý, chưa nhận diện, chưa chỉ đích danh và chưa có giải pháp xử lý họ. Cho chính vì điều đó nó mới tạo ra một cái điểm mà gọi là điểm nóng ở trên địa bàn. Cho nên ý của tôi là gì? Chúng ta phải chỉ ra và xử lý nghiêm các cái trường hợp đó thì mới giải quyết được vấn đề trật tự xây dựng. Trong khi chờ phương án xử lý mạnh với những trường hợp phân lô bán nền trái phép, ngoài quận 12, các địa phương khác như quận Bình Tân cũng đã công khai 9 vị trí dự án ma. Quận Thủ Đức, quận 9, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn cũng đã phát đi hàng loạt thông báo để cảnh báo người dân về các khu đất phân lô trái phép, để người dân nắm rõ, tránh bị lừa đảo.